Kênh Military Samari đưa tin lực lượng Kiev bất ngờ thực hiện các hành động tấn công tiếp theo ở biên giới Nga-Ukraine theo hướng Gluskova. Hình ảnh định vị địa lý cho thấy quân đội Ukraine, AFU, xâm nhập thành công vào lãnh thổ Nga và mũi xung kích tiên phong của họ đã phát triển được khoảng gần 3 km áp sát thị trấn Veseloe. Theo hướng Kupians, quân đội Nga RFAF bằng các cuộc đột phá mãnh liệt và đã tiến đến làng Petropavlivka, nằm ngay trước thành phố, họ vẫn đang tấn công rất tích cực và tiếp tục ném bom lượn xuống khu vực này. Tại New York thuộc vùng Donetsk, có thông tin cho rằng lực lượng Moscow đã hoàn tất chiếm lại được các vị trí đã mất. Trong khi ở Torres, bộ binh Nga cũng có thể tiến sâu hơn vào trung tâm thành phố. Mặt trận Kurakove hiện cũng đã được Nga kích hoạt hoàn toàn và có bước đột phá lớn khi Nga tiến được 8 km trong một cuộc tấn công cơ giới và chiếm làng Hoche ngay trước Kurakove. Cuộc tấn công này cũng khiến các vị trí ở Maxim Milianipka gặp nguy hiểm do có nguy cơ bị bao vây một phần. Kênh Ridovka cho biết lực lượng Moscow đang tấn công thọc sườn Chasopya và xâm nhập vào trung tâm thành phố. Cụ thể, trong thời gian qua, RFAF ở Chasopya đã tiến về phía bắc tiểu quận Oktyabsky. Các binh sĩ của họ đi dọc theo các đường Tishfet Toknaya và Sevennaya đến Donikovaya và việc tiến xa hơn bị cản trở bởi tòa nhà trường học số 17, nơi Ukraine biến thành công sự. Ở phía bắc thành phố, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Grigodovka. Quân đội Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ Kalinovka, tuy nhiên họ vẫn còn khoảng 600 mét nữa cho đến khi chiếm giữ hoàn toàn khu định cư. Sau khi chiếm được ngôi làng này, lực lượng Moscow có thể bắt đầu cuộc tấn công vào trại trẻ em bị bỏ hoang Drutba và tòa nhà lâm nghiệp gần đó từ nhiều phía. Đồng thời, việc chiếm được cứ điểm này sẽ tăng cường sức mạnh cho cánh bắc của các đơn vị Nga trong thành phố. Theo kênh thứ 3 trong khi lực lượng Moscow phản công trên hướng Kursk đang tiến về Lyubimovka, thì các đội hình Ukraine đã bất ngờ phát động một cuộc tấn công vào sườn phải của lực lượng phòng thủ của quân đội Nga. Tại quận Goluskovo, AFU đã chiếm giữ một số tòa nhà ở phía nam của khu định cư Tekino. Nhiều khả năng, các vị trí này đã nằm dưới sự kiểm soát của AFU trong một thời gian dài, nhưng chỉ có thể xác định được tuyến đầu thực tế trong khu vực sau khi công bố cảnh quay từ mục tiêu kiểm soát. Về phía đông, lợi dụng việc EDFAF chuyển hướng một phần đáng kể lực lượng sang hoạt động phản công trên tuyến Snagos, Viktorovka, Ukraine đã bất ngờ tấn công các vị trí Nga ở phía nam Kluskovo họ được cho là hoàn tất đẩy quân đội Nga ra khỏi làng Novipod và đang tiến về làng Veseloye, nằm ở phía Bắc. Theo thông tin thực địa, Ukraine đang sử dụng thiết bị công binh để tạo ra các lối đi qua bãi mìn ở các hướng tiếp cận phía nam của ngôi làng. Các đơn vị Nga với sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng đang nỗ lực ngăn chặn đối phương tiếp cận đường cao tốc 38N052 dẫn đến Gluskovo. Kế hoạch của Bộ Chỉ huy AFU có khả năng là nhanh chóng tiến vào làng để cắt đứt một trong những tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Nga ở quận Gluskovo. Tuy nhiên, các nhóm tiên phong Ukraine đã vướng vào một cuộc giao tranh ác liệt trên các tuyến đường tiếp cận Veseloye, mất yếu tố bất ngờ và tạo thời gian cho RF-AF triển khai lại lực lượng dự bị. Đã xuất hiện cảnh quay về một đoàn thiết bị AFU bị phá hủy ở quận Koldenevo, được quay ở phía tây bắc của Abanasovka mà Nga mới giành lại. Con đường đi qua đây đã trở thành nghĩa địa cho xe bọc thép và xe bọc thép chở quân Ukraine bị các đơn vị điều khiển UAV Nga đốt cháy trước và trong cuộc phản công của họ tại quận Koldenevo. Ở tây bắc và Novoivanovka, các đơn vị Nga đã phá hủy một xe tăng T-72 của AFU sử dụng UAV Lancet và Phobos. Chiếc xe này đã bị phát hiện khi dừng lại ở một trong những vành đai rừng và việc quan sát liên tục đã được thực hiện trước khi nó bị tiêu diệt. Tại quận Suza, có vẻ như là quyền kiểm soát Chekaskoye Vodeknoye đã hoàn toàn rơi vào tay Ukraine. Sự hiện diện của AFU ở ngoại ô phía bắc của ngôi làng trước đây nằm trong vùng xám đã được xác nhận bằng đoạn phim được công bố về hoạt động chiến đấu của pháo binh Nga. Có lẽ lực lượng Moscow đã lựa chọn chốt giữ các vị trí phòng thủ có lợi hơn ở phía đông bắc trong khu vực Berlin tại vùng Sumy, không quân Nga đã tấn công vào các cơ sở quân sự của đối phương ở Jampin. Trong ngày 13 tháng 9, Moscow đã tấn công các mục tiêu đối phương ở Odessa và tấn công một kho dầu bằng UAV ở Hanlitsch, vùng ivano frankis Kiev đã phóng UAV về phía các vùng Bryansk, Orion, Kaluga và Smolensk. Tất cả các mục tiêu đều bị phòng không Nga bắn hạ. Về hướng Pokrovsk, có những trận chiến ở vùng ngoại ô phía đông Selidovo cũng như ở khu vực Ukraine về phía nam và Novohodivka về phía bắc. Tại Donetsk, sau cuộc tấn công thân tốc bằng bộ binh cơ giới và đạt kết quả đột phá, lực lượng Moscow đang củng cố trên các tuyến đã đạt được trước đó ở khu vực Oski. Trên hướng nam Donetsk, EDFAF đang tiến hành các cuộc không kích lớn vào các vị trí của IFU ở phía tây Vodian. Ukranska Pravda đưa tin báo cáo vào tối ngày 13 tháng 9 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết đã có 115 cuộc giao tranh trong vòng 24 giờ qua. Quân đội Nga đang hoạt động ở các hướng Kudakove, Liman và Pokrovsk. Tại khu vực Coss, lực lượng phòng vệ tiếp tục tiến hành hoạt động. Báo cáo có đoạn: Hôm nay đối phương tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. 63 cuộc không kích bao gồm 73 bom KAB và sử dụng 567 UAV họ thực hiện hơn 2.900 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã vô hiệu hóa các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupians, Liman, Sivers, Kramatos, Torres, Vremovsky, Dnieper. Lực lượng phòng vệ tiếp tục hoạt động của họ ở khu vực Kursk. Đối phương đã cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của chúng tôi theo hướng Pokrovsk 19 lần nhưng hầu hết đều không thành công tình hình khó khăn ở hướng Kudakove, nơi Nga đã tấn công các vị trí của chúng tôi 35 lần gần Ukraine, Zelani Pervi, Georgievka, Konstantinovka và Katerinovka, báo cáo viết. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu vào tối ngày 13 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã nghe báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Rostem Umerov và Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Oleksandr Zizky. Họ đã thảo luận về việc cung cấp binh sĩ và vũ khí trang bị ở hướng Pokrovsk, Kudakhove và Torres. Ông nói vừa có báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Russem Umerov, Tổng tư lệnh Oleksandr Siskiy cũng đã báo cáo, ưu tiên hàng đầu là vũ khí cho binh lính của chúng ta ở các hướng Pokrovsk, Kudakhove, Torres, ở tất cả các hướng Donetsk và dọc theo toàn bộ mặt trận. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh đây vừa là vấn đề cung cấp, vừa là vấn đề sản xuất, cả ở Ukraine và phối hợp với các đối tác nhiệm vụ là củng cố các vị trí của chúng ta càng nhiều càng tốt và gây áp lực tối đa lên Nga. Cuộc chiến chỉ có thể kết thúc một cách công bằng ở các vị trí vững chắc. Chúng ta đang làm mọi thứ vì điều này. Ở đồ đưa tin, vào ngày 13 tháng 9, Bộ Tư lệnh Không quân Đức cho biết máy bay chiến đấu của họ đã cất cánh để hộ tống máy bay Nga gần không phận Latvia sau khi có dữ liệu về một máy bay Tu-142 Nga xuất hiện trên bầu trời đi cùng với một chiếc Su-30 đã tắt bộ thu phát tín hiệu tự động, các tiêm kích Eurofighter của Đức đã cất cánh từ các sân bay ở Litva. Theo báo cáo, không quân Đức đã hộ tống máy bay Nga trên biển Baltic. Những sự cố tương tự liên quan đến máy bay Nga đã xảy ra nhiều lần trong những tháng gần đây. Một ngày trước đó, bốn máy bay quân sự Nga không có kế hoạch bay hoặc bộ phát đáp đang hoạt động đã được phát hiện trên vùng trời biển Baltic gần biên giới Latvia, khiến NATO phải điều máy bay giám sát. Ukraine Pravda đưa tin, vào ngày 14 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng. Các nhà lãnh đạo tái khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển của họ đối với Ukraine khiến nước này tiếp tục tự vệ trước sự gây hấn của Nga nhà lãnh đạo biden và samer cũng tái khẳng định cam kết không lay chuyển của họ đối với an ninh của israel và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một thỏa thuận ngừng bắn cho phép thả con tin và tăng viện trợ ở gaza cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh israel cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường và giải quyết tình hình nhân đạo tồi tệ ở gaza họ cũng lên án các cuộc tấn công của houthis do iran hậu thuẫn vào tàu thương mại ở biển đỏ Kênh Military Samari đưa tin về phía Kursk, cuộc phản công của lực lượng Moscow vẫn tiếp tục và thậm chí còn dữ dội hơn. Hiện nay có các cuộc tấn công tập trung từ phía Bắc và họ đạt được thành công. Nếu mất thêm nhiều ngôi làng hơn từ phía Đông và phía Bắc, quân đội Ukraine AFO sẽ bị bỏ rơi ở phần phía Bắc của các khu vực xung quanh Olgovka. Bên cạnh đó, Nga cũng được cho là đã tiến hành một cuộc phản công ở phía Đông và tấn công theo hướng ra Ở Chasovya, quân đội Nga, RFAF đã đạt được thành công và có thể tiến về phía bắc thành phố dọc theo con kênh. Tại Pokrovs, lực lượng Moscow có thể tiến về phía tây Novohrodivka và theo các nguồn tin của Ukraine, đối phương đã ở trung tâm ngôi làng Lysivka lân cận. Vị trí địa lý hiện tại cho thấy một vạc dầu bao vây AFU ở Marinivka. Đồng thời, binh sĩ Nga cũng đang tiến vào Ukraine và chiếm thêm nhiều khu vực khác của thị trấn. Kênh Ridovka cho biết lực lượng Moscow đã xuyên thủng hang phòng ngự của đối phương ở phía đông Torres và nhanh chóng tiến về trung tâm thành phố. Cụ thể, họ đã chiếm thêm lãnh thổ và các bãi thải liên kề của mòn Novaya cùng với tiểu khu số 1 được kiểm soát, RFAF, hình thành một vòng vây ôm trọn vị trí phòng thủ duy nhất của AFU, bao trùm phía đông thành phố. Giờ đây, con đường dọc theo phố trung tâm tiến sâu vào Torres đã mở toang cho lực lượng Moscow. AFU cố gắng bám vào các tòa nhà cao tầng nằm ở phía Tây để cố thủ. Việc chiếm các bẫy thải của mỏ Novaya và ikasu hai đã tạo ra cơ hội cho RF-AF bắt đầu cuộc tấn công vào Jabanka, tiểu quận cực nam của Torres, từ phía đông xuyên qua các đồn điền trong rừng. Lực lượng Moscow cũng tiến vào Nelepovka, đến sân ga và ở New York, nokorod binh sĩ của họ chiếm giữ khu vực được hình thành bởi đại lộ Sakterov và phố Kievskaya theo kênh tiba tại vùng kurs các đơn vị nga phát triển thành công của những ngày trước đẩy đối phương ra khỏi nhiều khu định cư trước đây bị chiếm giữ tại quận korenevo lực lượng moscow đã dọn sạch khu định cư krasnutiapskoje họ chiếm được một chiến lợi phẩm là chiếc xe bọc thép international maxporo do mỹ sản xuất afu cũng tấn công một nhóm xung kích gần viznevka bằng máy bay không người lái và sau đó bộ quốc phòng nga đã báo cáo về việc giành quyền kiểm soát ngôi làng Tại Snagos, một nhóm chiến binh Ukraine đã rơi vào một cuộc phục kích có tổ chức ở vùng ngoại ô phía nam. Một chiếc xe buýt nhỏ chở các thành viên AFU đã bị bắn ở cự ly gần bằng súng phóng lựu chống tăng RPG. Ngoài ra, RFAG đã chiếm lại Obukhovka, tiến về phía trang trại Pokrovsky ở quận Suza. AFU đã bị đánh bật khỏi vùng ngoại ô Biakovo, Godejevka, Vnezabnoye và Viktorovka. Đồng thời ở phía bắc Onkoka, giao tranh vẫn tiếp diễn, nơi lực lượng Moscow đẩy lùi các nỗ lực của AFU nhằm lấn sâu hơn vào tuyến phòng thủ của mình. Tại quận Gluskovo, các đội hình của Kiev tiếp tục tấn công không thành công vào vùng ngoại ô của các khu định cư Medvezie và Noviput. Một xe giả phá bom mìn IMR-2 thậm chí đã chạy được vài trăm mét trước khi kích nổ một quả mìn. Hiện tại, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực biên giới. Những nỗ lực củng cố các ngôi làng cụ Ukraine đã bị ngăn cản tại quận Sút Già, một xe chiến đấu bộ binh BMP đã bắn thẳng vào các vị trí Ukraine ở Ruskaya, Konopenka, và ngôi làng này hiện phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Martinivka và Fanasejevka. Ukraine đã công bố cảnh quay về cuộc pháo kích vào các vị trí của RFAF gần làng Malaya Lugnia. Tuy nhiên, do ngôi làng không bị phá hủy trong đoạn video được công bố, nên nhiều khả năng cảnh quay này là từ kho lưu trữ. Nhà phân tích quân sự Julian Tepke thuộc báo Bill của Đức nhận định lực lượng Moscow đã đánh bật quân đội Ukraine khỏi Krasnusiapsky, Komarovka và Snagos ở khu vực Kurs, nhưng tình hình với binh sĩ Kiev có thể còn tồi tệ hơn nhiều. Tình hình thực tế có thể tồi tệ hơn nhiều so với trên bản đồ của tôi, ông viết. Tại Snagos, RFAF cũng bắt giữ thêm nhiều lính Ukraine. Ngoài việc tuyên truyền, nếu một trong những mục tiêu của chiến dịch Kursk là bổ sung quỹ trao đổi quốc gia, thì hôm nay là một ngày tốt để Kiev xem xét lại hoạt động này, nhà phân tích nhấn mạnh. AFU đã tìm cách chiếm Golden level đây là một phần quan trọng trong chiến lược của Ukraine tại khu vực này, vốn đã thất bại vào giữa tháng 8. Ông nói về sự thất bại trong chiến lược của Kiev. Dù vậy, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 12 tháng 9 cho biết rằng cuộc phản công của Moscow ở Kursk đang diễn ra theo kế hoạch của Ukraine. Kênh Tiba đưa tin, lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt cuộc tấn công khác vào các mục tiêu ở nhiều khu vực khác nhau trong lãnh thổ Ukraine. Một trong những cuộc tấn công là vào trạm biến áp 330 kV Konotov gây ra sự cố mất điện tạm thời tại khu định cư cùng tên. Đến lượt mình, Kiev một lần nữa phóng UAV tại vùng Murmansk. Phòng không Nga đã đánh chặn UAV đối phương ở khu vực Olenegos, cách sân bay Olenia 7 km trên trục Kupyansk, Svatov, lực lượng Moscow mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc Pichane, chiếm một trong các vành đai rừng. Tại Pokrovs, các đội hình của Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công ở đông bắc Novorodivka, đổ bộ một nhóm xung kích vào khu vực Olivka. Về phía Donetsk, những thành công của lực lượng Moscow được ghi nhận ở phía tây Krasnogorivka về phía Ochi. Ukraine Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 12 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 122 cuộc đụng độ đã được ghi nhận, hầu hết theo hướng Kurakhovsky và Pogrovs. Báo cáo viết, đã có 122 cuộc đụng độ được ghi nhận, Moscow tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng một tên lửa Iskander M, 59 cuộc không kích, thả 81 quả bom KAB, đồng thời triển khai 751 UAV. Ngoài ra, đối phương thực hiện 3.391 đợt pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã bẻ gãy các đợt xung phong của RFAF ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Sivers, Kramators, Torres, Vremovsky và Iper. Cường độ các hoạt động theo hướng Pokrovsk vẫn ở mức cao. Số lượng cuộc đụng độ đã tăng lên 32. Tại Kurakhovsky, vào thời điểm này trong ngày, có 48 cuộc đụng độ với cường độ khác nhau. Đối phương cố gắng tích cực nhất để đột phá vào các khu định cư Konstantinovka và Georgievka nơi diễn ra khoảng 75% tổng số trận chiến, báo cáo viết. Các nhà phân tích thuộc kênh Dipset có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là GUR, đã cập nhật bản đồ vào sáng ngày 13 tháng 9, lưu ý rằng RFAF đã xâm nhập vào ba khu vực đông dân cư và gần hai khu vực ở vùng Donetsk. Dipset ghi nhận đối phương tiến vào Makedevka, Krasnogorivka, Krodovka cũng như gần Petchanoye và Prechizovka Dmitry Likhov, phát ngôn viên nhóm tác chiến Tavia, phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia Unifil News của Cana cho biết, theo hướng sông Dnieper, lực lượng Moscow cố gắng chiếm giữ vùng xám ở Tàng ngạn. Ông Likhov nói đối phương nỗ lực đáng kể để chiếm giữ vùng xám trên các đảo được gọi là hoặc khu vực bị cắt bởi các kênh, cửa sông Dnieper nơi có nhiều chướng ngại vật trên mặt nước, cụ thể là bên Tàng ngạn. Ở đó các hoạt động chiến đấu có phần phức tạp do cần phải có hậu cần bằng thuyền, mô tô nước. Ông lưu ý rằng so với giai đoạn tương đối yên bình trước đây đang có sự leo thang mạnh mẽ. Theo đại diện nhóm tác chiến, các đơn vị Ukraine cố gắng giữ vững các vị trí ở bờ trái sông Dnieper, bắt đầu từ cửa sông và xa hơn về phía đông từ Kyrgyzstan. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, vào tối ngày 12 tháng 9, một cảnh báo không kích đã được ban bố ở một số khu vực của Ukraine do UAV tấn công của Nga. Vào lúc 21 giờ 48 phút, một nhóm UAV Sahit được báo cáo từ khu vực Kherson đến khu vực Mykolaiv. Sau đó, từ 22 giờ 23 phút đến 23 giờ 20 phút, các thông tin cập nhật cho biết UAV xuất hiện ở Nikolaev, Kirovograd, Kherson, Kirovograd, Vinnytsia, Chekasi và Mykolaiv sau nửa đêm, lúc 00 giờ 34 phút ngày 13 tháng 9, không quân Ukraine tiếp tục ghi nhận hoạt động của UAV đối phương trên nhiều khu vực khác nhau, bao gồm cả Odessa. Lúc 2 giờ 19 phút, cảnh báo có đoạn, cuộc tấn công của UAV Sahid từ Biển Đen vẫn tiếp tục. Nhiều nhóm UAV tấn công của đối phương đến Odessa, nhiều nhóm UAV đến Nikolaev, UAV ở Khmernitsky hướng về Tenopin. Ukraine Form đưa tin, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, tướng Patrick Rieder cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá các hành động phản công của RFAF ở khu vực Kursk, gọi chúng là không đáng kể. Ông nói, chúng tôi thấy rằng ở giai đoạn này, các đơn vị Nga bắt đầu cố gắng thực hiện một số hành động phản công nhất định ở khu vực Kursk. Tướng Mỹ gọi các hành động là nhỏ, tuy nhiên ông nói thêm rằng Lầu Năm Góc đang theo dõi các diễn biến. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công ở khu vực Kursk. Kênh Military Summary đưa tin, ngày 10 tháng 9 có lẽ là một trong những ngày đen tối nhất đối với quân đội Ukraine, AFU, khi có tới 6 làng mạc và thị trấn thất thủ. Cụ thể, lực lượng Moscow đột phá theo hướng Úc Leda. Họ đã chiếm giữ hoàn toàn ngôi làng Vodiane và theo một số blogger quân sự thân Nga, một số 1 cũng bị thất thủ. Ở hướng Kurakhov, có bằng chứng trực quan về sự thất thủ của Ukraine tại Krasnogorivka. Nga cuối cùng đã chính thức chiếm thành phố sau nhiều tháng giao tranh trong đô thị đẫm máu. Các cuộc đột phá đang di chuyển về phía Bắc vào các nhà kho. Tại Pokrov, hình ảnh vị trí địa lý xác nhận lực lượng Moscow đã giành những thắng lợi nhỏ ở Selidove và Hrodipka trong cuộc giao tranh ác liệt và tốn kém ở hướng này. Sau chiến thắng ở Kalinivka, phía Bắc ra, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát ngôi làng Hori nằm xa hơn về phía Bắc. Ở hướng Kursk, giao tranh vẫn tiếp tục, Nga sử dụng hàng loạt bom lượn FAB. Phía Bắc Olgovka, một vụ không kích gián tiếp xác nhận quân Ukraine có thể đã tiến đến rìa phía Nam Vecheno. Kênh Ridovka cho biết lực lượng Moscow tiếp tục tiến rất nhanh vào Goniak và tạo ra bước ngoặt ở Ukrainska theo hướng Kurakhovka, Cụ thể, Nga đã giành chỗ đứng ở ngoại ô và đang mở rộng vùng kiểm soát tại khu đông dân cư. Tại Ukrainska, phía bắc, phía bắc thành phố, các binh sĩ Nga đã gặp phải sự kháng cự và quyết định thực hiện một cuộc đảo cánh qua Lesovka, phát triển một mũi xung kích ở phía nam thành phố. Tại đây họ đã chiếm các tòa nhà xưởng may và trường học số 13. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất xảy ra ở mũi thứ hai, song song với hướng chính tại Kurakhovsky, nơi có các ngôi làng Zelaniye 1 và 2. Giữa những ngôi làng này là Lesovka, một vạc dầu hình thành ở vùng đất thấp, trong đó lực lượng Kiev, những người chưa kịp rút lui, đã bị mắc kẹt. Họ còn giành thêm hợp tác xã Mekta, nằm ở phía tây Krasnogorovka, mở đường tới Alexandropol và Kurakhovka.